Xin chào mọi người, ETF đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Thì như tiêu đề của video thì hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc túi Alexander Wang siêu hot hit của tụi mình. Thì ở phần trước á, tụi mình đã giới thiệu một về màu trắng rồi. Thì hôm nay tụi mình đã có thêm nhiều màu hơn để cùng chia sẻ cho mọi người. Thì tụi mình hãy cùng nhau điểm qua nhé. Thì mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn, cho những bạn nào mà chưa xem về mẫu màu trắng. Thì đây thì em này á, là cái dòng bán chạy nhất của hãng luôn, và luôn là signature của thương hiệu. Thì em này form dáng bắt mắt, màu sắc, rồi đính đá đều rất là nổi bật. Thì với cái chiếc túi này á, các bạn dù đi ban ngày hay là đi ban đêm gì đều rất là nổi bật và sang trọng luôn. Tiếp theo mình sẽ nói tới chiếc túi màu vàng này. Đây ạ. Em này thì khá là nổi bật, mang ra đường một cái là thành tâm điểm của sự chú ý ngay. Cái màu vàng của cái túi này á, thì không phải là màu vàng chóe mà là màu vàng gold sang trọng. Thì ai mà chưa sở hữu màu vàng trong tủ của mình á, thì mình nên tham khảo cái mẫu này nha các bạn. Vì nếu mà ai mạng kim á, thì còn hợp lý hơn nữa, tại vì nó rất là hợp phong thủy của mình. Wow. Bên cạnh đó, chiếc túi này á còn khá là hiếm á, cũng ít ai ra đường mà các bạn có thể thấy người ta mang cái túi này lắm, nên là các bạn sẽ không phải lo về cái chuyện mà đụng hàng, vì nó là siêu độc lạ luôn. Nếu mà các bạn á, sợ màu vàng á, nó có thể chói quá mà không hợp outfit của mình á, thì mình có thể tham khảo qua em màu xanh đen này. Đây nhìn ở ngoài á, thì nó là màu đen, nhưng mà các bạn nhìn kỹ cái lấp lánh của nó thì nó ánh xanh lên á, rất là sang trọng. Thì cái màu này á, mình có thể dùng để tặng cho phụ huynh á, tặng cho dì hoặc là mẹ, đều rất là tinh tế, mang đi tiệc rất là sang. Thì cái màu này mình sẽ không sợ bị lệch tông vì cái màu nó rất là trendy. Sau cái màu xanh huyền bí này á, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp về màu tím. Đây ạ. Thì các bạn có thể thấy là cái màu này vô cùng xịn sò. Và nếu mà các bạn nữ nào mà yêu thích style nữ tính, thục nữ đó, thì các bạn có thể tham khảo màu nó nha. Và màu tím á, thì nó cũng khá là kén đồ. Thông thường thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình hoặc là màu trắng, màu đen cho dễ phối đồ. Thì nếu như mà các bạn không ngại thay đổi, không ngại thêm một màu sắc mới vào tủ đồ của mình á, thì có thể tham khảo qua em nói nha. Nice. Hy vọng là qua cái phần review của tụi mình á, thì các bạn sẽ tìm cho mình được một chiếc túi phù hợp nhất. Và đừng quên like và share cho tụi mình để tụi mình có thêm động lực để ra nhiều video hơn nữa nha. Bye bye.